Hello, Cao Bồng Nguyễn Audio xin kính chào tất cả anh em nha. Xin chào quý vị, hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn và quý vị hai mẫu loa, xin lỗi các bạn, một mẫu loa có hai màu Cube Array CD3 Bo Cube Array CD3. Mẫu này thì nó có hai màu, về kiểu dáng thì giống nhau, nó chỉ khác đúng có cái màu sắc thôi. Anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 090 782 7899. Đa số những cái mẫu Cube này thì thường thường sản xuất tại Mexico, và trên cái Cube này họ không có in hay dập bất cứ một cái chữ hay một cái thông số nào, nhưng có những cái đặc điểm chung, ví dụ như là đây là cái chạm loa. Cái chạm loa này nếu mà chúng ta muốn gắn loa vô thì chúng ta chỉ ấn vô rồi chúng ta cắm vô và nhả tay ra thì nó sẽ giữ lại. Cái phần đỏ này là dây dương, cái phần không có dây đỏ này là dây âm. Rồi quý vị ha, anh em nè, đây là cái chạm loa của cái dòng Cube Bo Cube Array, đó là đặc trưng ha. Chúng ta ấn vào và ta nhét dây và buông tay ra thì nó giữ lại. Trong một số trường hợp thì cái nút này nó hơi bị rít, có nghĩa là nó ấn vào và nó không nhả ra được, thì anh em cũng đừng có ngần ngại ha, đừng có lấy cái gì cậy lên ha. Chúng ta chỉ cần lấy cái cán thô quýt và chúng ta gõ nhẹ bên này hoặc là gõ nhẹ bên này thì cái này tự động nó bật lên ha. Đó, hoặc là chúng ta lấy miếng nhớt, ta ấn xuống thì cho tí xíu nhớt vào cái dành này và ấn lên ấn xuống là nó trơn ha. Đó, thì một chút chia sẻ kinh nghiệm với anh em thôi. Thì cái vấn đề này thì cũng có một số anh em cũng có thể là không biết, thì hôm nay em chia sẻ cái điều này cho tất cả anh em ha. Đó, thì cái sản phẩm này hiện tại nó có hai màu, anh em có nhu cầu thì anh em liên hệ với em ha, giá trên 2 triệu ha, trên 2 triệu, còn cụ thể nó bao nhiêu thì anh em liên hệ với em ha, trên 2 triệu và dưới 4 triệu. Đó, vì giá thì em không bao giờ báo cụ thể, vì có những cái nó vấn đề nó nhạy cảm, nhiều khi anh em hay soi mói để ý rồi ganh tị nhau trong buôn bán làm ăn, cho nên là có những cái giá công khai và có những cái giá em không công khai, cho nên là nhiều khi nó cũng bất tiện cho anh em mong anh em thông cảm ha. Vì về giá cả thì anh em cứ liên hệ đã máu rồi thì nhấc máy lên gọi cho em báo giá cho anh em. Vì những cặp loa này nó có nhiều mức giá, cũng một cái model này nhưng có nhiều mức giá. Tại sao? Ví dụ như tình trạng nó đẹp thì giá nó khác, tình trạng nó dập giá nó khác, tình trạng xấu nó khác, tình trạng đẹp nó khác. Cho nên là anh em đừng có quy chụp, nhiều khi em báo giá trong cái clip này, trong clip sau em báo nữa cái giá khác thì tự nhiên anh nói ủa sao một cặp loa mà báo nhiều giá quá. Đó, cho nên nó cũng bất tiện, mong anh em thông cảm nha. Tại vì một số cái nó vấn đề nó cũng có cái nhạy cảm, nhiều khi anh em buôn bán giờ nó nhiều khi cạnh tranh họ hay soi mói để ý giá rồi họ có những cái không hay, cho nên là em không báo giá cụ thể. Còn anh em nào đã thích rồi thì nhấc máy lên và gọi cho em ha, để có cái giá tốt nhất. Rồi xin cảm ơn quý vị và tất cả anh em đã theo dõi clip của em. Anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 090 782 7899, địa chỉ giao dịch trực tiếp tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đến, anh em nhấc máy lên và alo cho em một cuộc gọi để em có thời gian đón tiếp các bạn và quý vị thật chu đáo. Cảm ơn anh em nha.